Những đóng góp to lớn của vợ chồng ông bà Dũng Hằng liệu có được xem là tình tiết giảm nhẹ cho nữ CEO hay không? Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, sau khi bà Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng, nhiều khán giả gần xa đã không khỏi buồn cho nữ CEO Đại Nam. Tuy nhiên, hiểu được tính chất của sự việc, những người yêu quý bà Phương Hằng luôn có một niềm tin mãnh liệt đối với bà. Sở dĩ bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam là vì cơ quan công an tỉnh Bình Dương chỉ mới nhập hồ sơ vụ án và vì liên quan đến nhiều cá nhân tổ chức, nên cơ quan chức năng muốn thu thập thêm bằng chứng và xác minh thật rõ ràng những người có liên quan. Trong sự việc của bà Phương Hằng đã rất nhiều lần, những vị luật sư cũng đã lên tiếng về những việc làm thiện nguyện và những đóng góp to lớn của vợ chồng ông bà Dũng Hằng sẽ được cơ quan chức năng xem xét là tình tiết giảm nhẹ tội cho nữ CEO và tin chắc rằng với những hoạt động mà bà Phương Hằng làm cho đời, cống hiến cho xã hội này từ trước đến nay, chắc chắn sẽ được nhìn nhận và xét xử một cách công minh. Nếu nhắc đến những công tác thiện nguyện của bà Phương Hằng, thì chúng ta không thể không nhắc đến quỹ từ thiện Hằng Hữu được trích từ lợi nhuận của khu du lịch Đại Nam. Nhờ có quỹ Hằng Hữu mà có không biết bao nhiêu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, bị bệnh não uống thủy được hồi sinh trở lại. Không những vậy, vợ chồng ông bà Dũng Hằng còn là minh chứng sống cho trái tim đạo đức giữa tâm dịch Covid-19. Ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng đã trao hơn 50.000 bình oxy miễn phí cho người dân, chung tay với cả nước để vượt qua đại dịch. Nhiều người nói ông Dũng tại sao không bán để kiếm lãi, thì ông Dũng đã cho rằng: "Bạn bè tôi nhiều người nói hãy chia bình oxy lại. Tôi nói nếu tôi bán lại cho thị trường chắc chắn cũng lãi cả 100 tỷ, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, làm sao cùng dân mình, cho đất nước mình qua kiếp nạn." Chưa hết, ông bà Dũng Hằng còn xây cầu, xây nhà, xây trường, ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bên cạnh đó, một vị khán giả Kiều Bào cũng đã có những phân tích và cảm nhận rất sâu sắc về những đóng góp của bà Phương Hằng cho Bình Dương nói riêng và cho xã hội nói chung như sau. Facebooker Phương Nga Đoàn đã chia sẻ: CEO Phương Hằng, trường đua Đại Nam, VinFast, thương hiệu Việt. Chỉ khi drama xảy ra thì người dân ta mới biết được những việc thiện nguyện, những đóng góp hữu ích của doanh nghiệp Đại Nam nói chung và của nữ CEO nói riêng. Cho đến ngày hôm nay, người dân Việt Nam ta lại biết thêm một câu chuyện mà ít ai biết đến. Đó là niềm tự hào về những thành quả và chất lượng hàng Việt Nam tại Việt Nam được nhập vào thị trường quốc tế. Nhắc đến trường đua Đại Nam, chúng ta không thể không nhắc đến người lên ý tưởng xây dựng công trình này là nữ CEO Nguyễn Phương Hằng, với mong muốn đầu tư vào phát triển thể thao bên cạnh du lịch hiện hữu. Thời gian lên ý tưởng cho đến khi triển khai thực hiện chưa đầy 24 giờ. Sau khi đề xuất ý tưởng và được toàn thể công ty thống nhất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, đã quyết định tiến hành thực hiện dự án ngay vào ngày hôm sau. Đây được xem là công trình trọng điểm của khu du lịch Đại Nam và được khai trương chính thức vào ngày 29 tháng 1, 2017. Ước tính kinh phí cho dự án này khoảng 100 triệu đô. Đây là khu công trình thể thao phức hợp đầu tiên của Việt Nam. Trường đua Đại Nam cũng là nơi có quy mô chuyên nghiệp và đẳng cấp hàng đầu ở nước ta hiện nay và cũng là công trình hoành tráng bậc nhất tại Việt Nam. Nhờ vào các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã liên hệ đến doanh nghiệp Đại Nam và nhận được sự ủng hộ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã quyết định chọn địa điểm trường đua Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là nơi tổ chức lái thử VinFast Lux trải nghiệm đẳng cấp. Chương trình đã được diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, 2019 và kết thúc vào ngày 6 tháng 10, 2019. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm đẳng cấp lái thử xe cùng các chuyên gia hàng đầu châu Âu, với sơ đồ vòng lái được thiết kế dành riêng cho hãng xe VinFast Lux dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia đến từ Big Scratch. Qua đây, chúng ta cũng thấy trường đua Đại Nam cũng góp phần vào để đưa tên tuổi VinFast, thương hiệu Việt, có mặt tại thị trường quốc tế, niềm kiêu hãnh về trí tuệ và tinh thần Việt Nam. Những đóng góp của Đại Nam và vợ chồng doanh nhân Phương Hằng đối với tỉnh Bình Dương được ước tính là 1.234 tỷ đồng trong năm 2020, chiếm 15,3% tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần Đại Nam cũng là chủ đầu tư của các khu công nghiệp gồm Bình Dương, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 tại Bình Dương. Khu công nghiệp Sóng Thần 1 với diện tích là 178 hectare, hoàn thành vào năm 1995 với tổng vốn đầu tư là 245 tỷ đồng. Khu công nghiệp Sóng Thần 2 có diện tích là 313 hectare, tổng vốn đầu tư là 423 tỷ đồng. Khu công nghiệp Sóng Thần 3 rộng 534 hectare, tổng vốn đầu tư là 936 tỷ. Ngoài ra, công ty cổ phần Đại Nam là chủ đầu tư khu đô thị trung tâm hành chính thành phố Dĩ An 66 hectare,
khu nhà ở Đại Nam 105 ha, khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu dân cư Tân An 2 và nhiều dự án khác. Hiện toàn tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng quy mô là 10.000 ha. Như vậy, diện tích đất khu công nghiệp mà công ty vợ chồng ông Bà Dũng Hằng sở hữu chiếm khoảng 10%. Qua những dữ liệu trên, chúng ta được biết thêm về những thành tựu lớn lao từ Đại Nam đã tô điểm và thay đổi diện mạo cho tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, chúng ta được cảm nhận rõ hơn về nữ CEO, người phụ nữ mạnh mẽ được cho là chưa từng thất bại trên thương trường, người phụ nữ giàu lòng nhân ái, biết trao tặng tình người, biết hy sinh vì nhân dân, biết cho đi và không hối tiếc. Tôi luôn tâm đắc câu nói của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng nhân ngày Phật đản: mình sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản mình đã tạo dựng được trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 8 tháng 5 2020, trên thương trường sẽ vắng một Huỳnh Uy Dũng, mà trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, hạnh phúc. Thưa quý vị, có thể thấy khu du lịch Đại Nam mang tầm cỡ vĩ mô đến nhường nào, nói chẳng qua khi Đại Nam đã đem đến một nguồn lợi lớn cho tỉnh Bình Dương nói riêng và cho cả Việt Nam nói chung, mang tên tuổi của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà Đại Nam của ông bà Dũng Hằng còn có một mục đích vô cùng cao đẹp, đó là giúp đời giúp người, khi phần trăm lợi nhuận của Đại Nam đều được trích ra để hỗ trợ cho quỹ mổ tim hàng hữu. Những công việc thiện nguyện cho xã hội, ấy vậy mà trong xã hội này vẫn còn đâu đó rất nhiều những thành phần ghen ăn tức ở, mỗi ngày đều tìm cách chống phá Đại Nam và quỹ hàng hữu. Không biết trong đầu họ nghĩ gì, hay chỉ vì bà Phương Hằng nói hay, nói đúng quá, đụng tới chén cơm từ thiện của họ nên mới đâm ra phá hoại hay chăng? Và mong rằng chính quyền sẽ nhìn thấy được những cống hiến và đóng góp của bà Phương Hằng cho đất nước, cho cộng đồng và cho xã hội để xử lý vụ án một cách nghiêm minh nhất. Triệt hạ một người tử tế thì không khó, nhưng để làm người tử tế thì quá khó. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, có lẽ thông tin bà Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam 2 tháng đã khiến cộng đồng mạng ai nấy đều thương xót cho nữ CEO. Bởi lẽ như bà Phương Hằng đã từng nói rất nhiều lần, thông qua sự việc chấn động lần này, bà không được gì ngoài tình yêu thương của người dân khắp cả nước cả. Vì khi chọn con đường dấn thân vào drama là bà xác định bà mất rất nhiều, kể cả gia đình, công ty bà cũng bị đe dọa, và đó là sự thật. Giờ đây CEO Phương Hằng đã bị bắt tạm giam, và nếu không có gì thay đổi thì bà sẽ phải ở trong T30 những năm tháng. Một sự đánh đổi quá lớn, nhưng cái lợi lại thuộc về người dân. Khi bà dám đứng lên đương đầu với liên minh của những kẻ ác hút máu người dân, dám một mình vạch trần mọi thối nát trước giờ bị bọn sâu mọt che đậy bằng những tấm màn nhung sân khấu, hơn hết là những hoạt động thiện nguyện cao đẹp mà bấy lâu nay vợ chồng ông bà Dũng Hằng đã âm thầm để làm giúp dân. Đó quả thực là những việc làm đáng ghi nhận và đáng tuyên dương. Vậy nên trong cuộc chiến lần này, dù có thế nào đi nữa thì vẫn có hàng triệu triệu người dân luôn yêu thương bà. Còn nhóm phản diện và những người u mê, họ đã ghét rồi thì làm gì họ cũng ghét. Kể cả việc bỏ tiền túi hàng trăm tỷ đồng ra để cứu người, chúng còn soi mói chống phá thì quả là hết thuốc chữa. Vậy nên dù giờ đây bà Phương Hằng bị bắt, hàng triệu triệu người dân vẫn luôn mong bà bình an và chờ ngày mọi chuyện được sáng tỏ. Và có một người dùng mạng đã để lại những dòng tâm sự rất chân thành rằng: gửi những ai quý mến bà Phương Hằng, tôi quý bà Phương Hằng không chỉ dừng lại ở việc từ thiện, mà tôi còn quý chị ở việc chị dám đương đầu với những bóng đen góc khuất mà gần như 40 năm cuộc đời tôi chưa thấy ai dám làm như chị. Tôi vẫn giữ quan điểm quý mến và kiên định suy đoán chị vô tội, bởi tôi thấy những cái tên chị gọi đúng lý cần được luật pháp trừng trị, nhưng vì chuyện gì mà họ vẫn ung dung tự tại thì tôi không thể suy đoán, bởi bất cứ ai dù bị khởi tố mà chưa truy tố thì họ vẫn là vô tội và chứng cứ buộc tội khá mong manh. Tôi không phủ nhận bà không sai, nhưng cái sai của bà là được hình thành từ một đám tung tin, bịa chuyện, lái dư luận theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp bà. Vì đó mà bà phải có những lời nói chưa chuẩn mực khi livestream. Nếu bà Phương Hằng được truy tố và bị kết tội thì lịch sử cũng ghi nhận một phạm nhân có cả trăm người không ưa thích, nhưng lại có hàng ngàn người yêu mến. Những ngày qua, sự xuất hiện của nhà báo luật sư hết thời Hàn Ni, thêm một luật sư đang cố gắng trỗi dậy kiếm cơm bằng việc kiếm like, kiếm view trên YouTube. Tôi xem sơ qua thì thấy cả hai họ đang dùng luật để tấn công tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, một sự hèn hạ.
Họ cho rằng muốn triệt ai đó thì đầu tiên là chặt tay, chặt chân rồi mới triệt người đó. Tấn công vào tiến sĩ quân là cách luật sư Hàn Ni đã làm. Nay thêm anh luật gia vô công rỗi nghề ngồi kết hợp để làm gì? Cả hai đứa bé đầu hai màu tóc cho rằng đó là cách tốt nhất để dập được những âm văn quý mến Phương Hằng. Thật là ấu trĩ của hai đứa bé đầu hai màu tóc. Suy cho cùng, dù bà có bị truy tố và bị kết án thì tôi vẫn quý, vẫn mến chị. Bởi triệt một người tử tế thì không khó, nhưng để làm người tử tế thì quá khó.